Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, xu hướng mua hàng trực tuyến đã được đông đảo người dân trên địa bàn tin tưởng sử dụng như một cách để tự phòng chống lây lan dịch bệnh. Nhiều người tiêu dùng cho biết đều cảm thấy rất an toàn, yên tâm và tiện lợi khi mà thực hiện đặt hàng các thực phẩm, đồ dùng thiết yếu online ngay tại nhà. Ghi nhận của phóng viên tại hệ thống siêu thị lớn trên địa bàn thành phố như Big C, Danavimart, Coopmart, việc bán hàng qua mạng đã được các đơn vị đẩy mạnh triển khai. Từ đầu tháng 2 năm 2020 tới nay, người tiêu dùng có thể áp dụng hai hình thức bán hàng trực tuyến là gọi điện đặt hàng trực tiếp hoặc đặt hàng qua mạng Internet tại Facebook, Zalo hoặc Now Delivery. Để tạo được sự hài lòng với khách hàng khi sử dụng dịch vụ, các trung tâm thương mại và siêu thị đã có những chiến lược kích cầu và tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn như giao hàng miễn phí với đơn hàng online từ 200.000 đồng trở lên trong bán kính 10 km, hay tặng voucher giảm giá. Qua đó, giúp cho người tiêu dùng tiết kiệm được thời gian, vừa đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt và hạn chế tối đa việc lây nhiễm dịch bệnh. Trong quá trình dịch thì đơn hàng online nó tăng đột biến gấp 4, 5 lên so với bình thường. Bán hàng online như thế này thì tại các siêu thị thì khách hàng không phải tập trung đông người. Và thứ hai là khách hàng họ không phải đến mất thời gian để đến siêu thị, vừa tiết kiệm thời gian và họ có thể dành thời gian đó để làm việc ở nhà. Việc các doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện các dịch vụ mới gắn với mua sắm online, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng, sẽ là lực đẩy để thương mại điện tử tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới. Không chỉ hạn chế được việc tập trung đông người, mà với hình thức mua sắm online, khách hàng còn có thể tiết kiệm được thời gian thanh toán bằng các ví điện tử, Internet Banking, chuyển khoản. Cái mua sắm online thì cũng là một cái xu hướng chung, nên Danavimart cũng đã mở rất là nhiều ứng dụng qua website, Zalo, Facebook. Cả những ứng dụng đó thì đều được khách hàng hưởng ứng. Nhất là trong cái đợt dịch bùng nổ đợt 2 này thì cái nhu cầu khách hàng sử dụng mua hàng trên online là tăng lên rất là đột biến. Chúng tôi cũng dồn những nguồn lực vào đó để mà đảm bảo cung cấp khách hàng cho khách hàng. Các đơn hàng có sự phong phú và đa dạng như các loại thực phẩm thiết yếu, rau củ quả, thịt, trứng, đồ hộp và một số đồ gia dụng như nước lau nhà, dầu gội đầu, v.v. Chỉ cần một chiếc điện thoại smartphone, dù bất kỳ nơi đâu, mọi người cũng có thể mua sắm thỏa thích. Theo đó, thông qua ứng dụng như thế này, khách hàng có nhu cầu mua hàng hóa thiết yếu từ bó rau, vị trứng với hóa đơn không quá 500.000 đồng, có thể yêu cầu tài xế được kết nối đi chợ giùm. Khách chọn địa điểm mua hàng như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cùng món hàng muốn mua và tài xế sẽ thực hiện công việc còn lại. Trước đây là mình thường đi chợ, đi làm xong là mình đi chợ. Khi mà có dịch bệnh thì mình thường đặt hàng online của siêu thị, đảm bảo hàng hóa, đảm bảo sức khỏe cho gia đình và thực hiện đúng chủ trương của nhà nước theo chỉ thị 16. Mặc dù công tác phòng chống COVID-19 đã có những kết quả khả quan và Đà Nẵng đã trở lại trạng thái bình thường mới, nhưng người dân đã quen với việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Chính vì vậy, mua hàng trực tuyến cũng là giải pháp tốt, góp phần phòng chống COVID-19, tạo được xu hướng mua bán hàng hóa mới hiện đại, an toàn, tiện ích.